Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, meeting chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012 đã được tổ chức trọng thể tại Bản Đông, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, đồng chí Bunyang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2012, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nhân dân hai nước đã tham dự meeting kỷ niệm. Lễ meeting được tổ chức tại Bản Đông, một địa danh mang tính biểu tượng của Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại tỉnh Savannakhet. Cách đây 41 năm, tại địa điểm này, bộ đội Việt Nam đã sát cánh cùng các đơn vị bộ đội Pathet Lào và nhân dân Lào đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 79 của Mỹ và địch, giành thắng lợi vô cùng to lớn trên chiến trường. Thắng lợi của chiến dịch phản công đường 9 năm Lào là chiến công chung, minh chứng cho tình đoàn kết, chiến đấu keo sơn của quân và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước Việt Nam-Lào trong thời kỳ 30 năm chiến tranh giải phóng 1945-1975 thực sự là cuộc trường chinh đầy khó khăn, gian khổ, song cũng rất đỗi hào hùng, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của nhau. Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào đã thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong mọi chủ trương, hành động, chiến lược trên mọi mặt, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh bại kẻ thù chung. Thắng lợi đó đã tạo nền móng vững chắc cho việc tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này ở cả hai nước. Còn đồng chí Bunyang Volachit thì khẳng định nền móng đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòng Phong Vi Hàm dày công xây đắp đã trở thành nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và đạt được những thành tựu to lớn trong hợp tác phát triển toàn diện giữa hai quốc gia. Chúng ta đều biết rằng qua liên minh chiến đấu giữa cán bộ chiến sĩ Việt Nam đã thể hiện sinh động và tấm gương hiếm có trong quan hệ quốc tế. Cho đến nay không ai nhớ được bao nhiêu núi đèo, sông suối cán bộ chiến sĩ Lào Việt Nam đã từng vượt qua. Nhưng ai cũng biết rõ và nhớ mãi không quên rằng trên suốt chặng đường Hồ Chí Minh và trên con đường này đều có tính mạng của chiến sĩ Lào và Việt Nam đổ mồ hôi xương máu hòa quyện vào nhau. Những thành tựu chiến công và công ơn của họ không chỉ được ghi lại trong trang sử của hai dân tộc chúng ta, mà còn mãi khắc sâu trong trái tim nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam. Chính vì lẽ đó, Đảng và Nhà nước và nhân dân Savannakhet đã xây dựng đền thờ tại bản Ta Côm để tưởng niệm thờ cúng lòng biết ơn với chiến sĩ Lào và Việt Nam đã hy sinh anh dũng tại đây. Truyền thống gắn bó quan hệ đặc biệt thủy chung sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long càng được củng cố phát triển, đơm hoa kết trái. Sự hợp tác toàn diện giữa hai nước được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, có tính hiệu quả. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, sự kiện quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời kỳ mới là việc hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Lào trong thời kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi để ký hàng loạt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác sau này giữa hai nước. Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, cho dù thế giới đang có những thay đổi sâu sắc nhưng mối quan hệ hai nước vẫn là trường tồn theo thời gian. Mặc dù tình hình thế giới và khu vực đã và đang thay đổi, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cai Sòng Phong Vi Hàm và Chủ tịch Suphanuvong kính mến đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng cả về đảng, nhà nước và nhân dân ở cấp trung ương và địa phương, trong hợp tác song phương và đa phương. Cơ chế gặp gỡ cấp cao giữa hai đảng, hai nước đã tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ các vấn đề có tính chiến lược cũng như xử lý những tình huống mới nảy sinh. Hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật đã thu được nhiều kết quả tích cực, bổ sung những lợi thế cho nhau trong quá trình đổi mới và phát triển. Hợp tác an ninh quốc phòng và đối ngoại
tiếp tục được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển của mỗi nước, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Đề cập đến mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đồng chí Bunyan Volachit khẳng định, từ nền tảng vững chắc của mối quan hệ Lào-Việt Nam do các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp sẽ có tác dụng giúp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, có nhận thức sâu sắc hơn nữa về quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa hai nước, đặc biệt là trong năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2012 với hàng loạt các hoạt động ở nhiều cấp độ khác nhau mang lại ý nghĩa hết sức sâu sắc. Các sự kiện này không chỉ có tác dụng giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt thủy chung giữa nhân dân hai nước trong thời gian qua, mà còn giúp thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn nữa về quan hệ hai nước, làm nền tảng cho tư tưởng chính trị trong thế hệ trẻ giữa hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và đối ngoại. Tại buổi lễ long trọng này, chúng tôi xin khẳng định, dù cho tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến thế nào đi chăng nữa, thì Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ tiếp tục gìn giữ bảo vệ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt đã được nhiều thế hệ hai nước Lào-Việt Nam dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu, làm cho mối quan hệ đặc biệt đó mãi mãi trường tồn. Chúng tôi trước sau như một thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Cai Sòn Phô Vi Hẳn, kính yêu. Tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt là viên ngọc quý giá và là tài sản vô giá. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng, bức tranh hết sức sinh động, phản ánh khá đầy đủ và rõ nét về truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lại được tái hiện sống động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012, với việc hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước Việt Lào vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó từ lâu đời. Nhân dân hai nước đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước. Hai nước Việt Nam và Lào đã không tiếc xương máu. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước đây cũng như hiện nay đều gắn liền với sự ủng hộ hết lòng, sự hợp tác và giúp đỡ quý báu có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và toàn thể nhân dân Lào anh em nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Sa Văn Na Khét, huyện Sê Bôn nói riêng, luôn dành cho cách mạng Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, tình nghĩa láng giềng, anh em Việt Lào thật là thấm thiết, không bao giờ phai nhạt. Nhân dân Việt Nam trước sau như một, nguyện quyết tâm cùng với nhân dân các dân tộc Lào anh em gìn giữ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ thủy chung trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Cũng trong dịp này, các đại biểu đã tham gia lễ khánh thành bảo tàng bản Đông Sa Văn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Văn Na Khẹt để ghi nhớ mối quan hệ đặc biệt liên minh chiến đấu Việt Lào. Các đại biểu cũng đã dâng hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào hy sinh trong công cuộc chống ngoại xâm tại đền tưởng niệm liệt sĩ bản Sa Kỳ Phin và đài tưởng niệm Thà Hồng và thăm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh, Tây Trường Sơn tại bản Na Lông Khao, huyện Mường Nang, tỉnh Sa Văn Na Khẹt.